chơi công an ra chơi. Đúng ra là hôm nay sẽ trao cúp ấy, nhưng mà hiện tại nó đang sinh chế là em trai nó thải lắm. Thì ăn uống đã gần xong rồi thì bây giờ em sẽ tổ chức rút thăm cho mọi người, rút thăm may mắn. Phần thưởng offline thì chỉ có giới hạn thôi ạ. Có một số các thứ sắp khá là hay ho, với cả bà khóa, bếp, với cả thủ cưỡi Cân Đổi Vân là một cái đám mây rất là xinh luôn. Mọi người bảo em, mọi người bảo em tổ chức bữa thăm luôn, bây giờ mọi người vẫn đang chờ. Một con bét 22 trăm ba hóa.
nó quá. Nhìn nhìn mặt thằng này là giống được khi hết sức lắm này. Ý kiến về gì? Kiếm bốc này xong giới thiệu kiếm được rồi nhá. Ông bảo kiếm nhá. Là còn bốc hai cái à? Một cái áo 30 ngày. 200 các bạn. Ôi trời ơi. Cả. Tìm vô cả. Ba cái nữa. 200 bạc đó. Thế đến anh. Anh tuổi gì? Anh vòng đầu tiên là có tiếp theo mà. Em cũng thế. Em như mình là gì nhỉ? Jizuka chuyên sở tin các loại con nào rồi. Vừa quen mà mình nhá. Thôi không nhỏ nữa, mặt em quá. Ông đừng được quen nữa. Ông toàn nhắc sự biết rồi. Chơi với mặt thằng tướng rồi dễ được khác thôi. Được rồi. Đọc to nhá. Chứng ra rồi. Hoa tinh chứng. Bốn này gọi. Chứng là nó là chứng thú. Đúng rồi, chơi được bên luôn á. Được bên luôn, chụp một bố lại đi. Bố mày xem nào. Anh đọc cái này nào. Một ngó ngó thôi, ngó mắt thôi nhưng mà chưa xem đâu. Đăng ký trước nha, bạn nào mà bốc được là sinh sản mình luôn nhá. Đồng chí này bốc được luôn. Mình bốc nhầm nhá. Không bắt được là bè em. Ai biết? Bỏ ra. Ôi cái rồi. Bạc à. Đọc to nhá. Vũ khí quân kim ơi, giống tôi ông ơi. Thế này gặp Vigo nhá. Tình nhau nhá. Thôi được rồi. Rồi, đến bạn. Bạn này là... Tên là gì vậy? Cảnh Thiên. Giữ lại kiếm nhá, mọi người giữ lại kiếm nhá. Cảnh Thiên này là ấy hả? Còn là anh... Bỏ ra là mọi người bỏ thuốc. Bây giờ là mặt bia ra là cái chính đó. Tớ không biết là bạn. Cái chính là dài. Thế là dài là chính à? Cứ thế ba dòng là vụ là trứng rồi. Hai dòng. Có người có chứng rồi còn. Ok bạn. Hai dòng áo. Ơi. Chưa mở. Xem được cái này. Anh thấy dài một tư nhá. Ai nào đến nhân vật phụ gần chín anh lại con sâu được quản chính à lại con sâu được cho anh cơ rồi làm cái đổ quân anh em nhá. Đây chả có gì ạ, em xin đổ gì. Ui em thấy giải giải rồi đấy. Mẹ thấy vũ khí hồng và đéo thua rồi. Có đổi không? Tí mọi người mà tí mọi người mà tham gia văn nghệ sẽ được bốc một lần nữa nhá. Rất nhiều kiểu. Bây giờ có nghĩa là mỗi người nếu anh em tham gia văn nghệ là hát một bài bốc một lần. À được. Lên quẩy rồi. Thì bây giờ là đến cho Linh bốc nhỉ? Anh bốc cho Linh. Anh bốc. Cứ đổ vân luôn. Ôi, tôi thấy hai dòng rồi đấy.
Vân rồi. Đó. Mà tôi mày. Thôi rồi. Áo ký. Áo. Áo đúng rồi. Anh của em xuống xuống khác. Là quốc khác. Áo rồi. Linh bông này, Linh bông. Cầm một em. Đây. Thôi bây giờ anh giúp mày nhé. Thôi. Em được pet nữa rồi. Ba anh cùng một pet rồi. Linh vũ khí hồng là trắng rồi. Chưa, con pet là xuất hiện. Có một con pet xuất hiện rồi. Vũ khí bên sát. Ngon. Ngon. Vũ khí hồng là cái gì? Vẫn còn pet đấy, em không biết. Hình như là cái trong trong. Mấy pet nhỉ? Chưa ai được cân đổ vân. Thế bây giờ là bốc lại. Có anh em nào có đăng ký sáu bốc okay. Lần thứ hai không? Okay. Bốc thêm thì lên làm bài hát đúng không? Bài hát. Anh cầm một quay. Để tớ. Để Vigo lên đi. Ngồi dưới đây thì ok. Em ơi, có cái trò gì cho anh em bốc thêm lần nữa đi, nó buồn quá. Anh đi, bây giờ đấy, trong này còn 30 phiếu cơ mà. Anh Hùng thì anh ấy bảo rồi là ai. À, anh một bài là anh Hùng anh ở đây nhá. Bây giờ anh ở quyền cho em. Em không có đây đâu. Em biết rồi. Nhưng mà đây nó có ở đây đâu. Nhưng mà vẫn cứ phải hát bài. Làm là. Không mà anh Hùng ngồi hát thì hát được. Nhưng mà anh em thích ngồi đâu ngồi. Okay. Hát được là được. Mời tám nhiều mà anh hát. Nhiều hơn. 20/37. 20/37. Quá nữa. Hiện tại thì 5 cái kỹ thuộc tính cân đổ vân ngon nhất thì vẫn chưa ai bốc được. 5 cái. Được. Thằng Minh hát ở đây, tôi cho bốc hai lần. Bốc thêm phát nữa. Không anh. Cứ một công việc hát. Thế nhá, uống được. Thế nhá, uống được. Bây giờ Minh có bảo Minh hát ở đây, hát ở tại đây luôn. Anh hát bài với bạn được không? Em cho. Thì để Minh, ai cứ hát ở đây. Nếu mà Minh nó bảo giờ anh em ra phòng hát thì nó bình thường quá. Minh, slot đầu tiên, bạn nào đăng ký đầu tiên hát đầu tiên, cho bốc hai lần. Hello, lên con, go lên đi. Lên luôn. Nhanh ơi. Sao nhắc cái tên anh xong về đến đây 10 lần. Tôi nhìn mặt gái là đứa nào ấy? À, trà tắc không ngọt. Là ai đấy? Em không biết. Em anh. Anh nhỏ em quá. Anh ơi em. Ok. Để đây là thôi. Từ thứ hai trở đi chỉ được một lần thôi. Em ơi, chọn nhạc đây đúng không? Hát tùy anh em, mình nhìn lại được. Anh ơi, hello. Bạn để đỡ. Ok, thế xong chưa đâu nhá. Nhiên. Anh xem chào, chào các không ngọt nhá. Alo. Chào của Vinh. Anh Vigo hát xong rồi mất trí nhớ luôn đấy. Mất trí nhớ. Chào Tắc nhá. Quên luôn cái gọi anh hơi nhiều đấy. Xem cà phê anh ơi. Hello. Đây là Vigo on the mic. Vigo on the mic. Mới xong rồi. Bài nhưng mà phải có ưu tiên gì cho anh em không biết hát đúng không? Uống một cốc bia nó bốc một cái. Em chắc cái lời có hát được không? Mà bảo em chắc. Không. Một cốc thì nó đơn giản quá. Uống một cốc bia nó bốc một cái uống luôn. Nói chung là em phải là ưu tiên số đông anh ạ. Em thì dễ tính lắm. Nhưng mà đây tớ xem lời ạ. Nên các bạn bảo một cốc đơn giản quá em gì đúng không? Thì anh chọn bài này anh thuộc đi. Bạn nào bạn tâm đắc nhất xem nào. Cho anh bài đổi trang. Mọi người thấy cái banner xịn xò. Đủ mé. Anh em cổ vũ cho Vigo chẳng có tay nhỉ. Cái lời mày vỗ tay mịch. Trông cái mặt ghét thế không biết rồi. Đây rồi. Anh bốc một cái chính à. Anh không ca. Sao ca bây giờ bốc bốn phát đâu. Thầy Vĩ, lên đây anh! Bài gì? Bài gì? Trang thế trắng. Anh mượn máy ăn. Bài gì? Trang thế trắng. Phạm trưởng ấy. À, trang có Phạm trưởng à? Trang lúc. Anh hát thì Vĩ Mạnh thôi. Vĩ Mạnh á? Bài kiếp của đen. Chơi. Vigo mà trẻ không non anh ơi. Bò, ta bò hơi nhiều. Đúng không? Khiêm nhờ, anh Minh An bảo lên hát kìa.
Ờ đúng không? Thì em thấy ok nhá. Thiêm chỉ định dãy thôi. Nhưng mà không được gì rời á, có cho nó bê cả laptop lên nào. Bê cả laptop luôn. Bê rồi đi. Thế là bài này được hẳn 2 phiếu cơ. 2 phiếu bài đầu tiên. Vui rồi, mặt non thế. 90 các bạn ơi. À 91. Hay. Ai uống bia là bốc gái em ạ. Em bảo thế. Đi gô bảo thế. Không phải ai cốc bia một lần. Ai uống bia bảo thế thôi. Bạn đi ơi, bạn này khó bạn quá, bạn uống hết rồi đấy. Đẹp thế. Chàng dây chân cây đêm mùa. Quẹ. Hiện sắp hết dài chân ngây. Anh nhớ ở đây cô đơn bảo. Nằm tháp cho những vấn tư có đầy. Ai đang xem like thì cho em xin một like một bình luận nhá. Đây là cái kiểu à? Ok. Ai đăng ký hát tiếp đi nhỉ? Anh bảo.
Mày anh chưa đến ơi. Mày anh chưa đến. Nào mở hàng sẽ được 2 phiếu bốc thăm nhá. Sao còn nhiều phiếu này. Từ từ, chờ tớ một tí, mai anh gọi. Anh có biết không tí không không đi lên để Vigo để chia sẻ cái may mắn của Vigo. Mọi Vigo vừa hát xong mà anh Julie đang gọi để xem đến đâu rồi. Quẩy giờ mới gọi anh bốc đi anh nhanh cổ lên cái line rồi 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 không bốc phản anh không biết đâu anh này rồi mày đợi cái tên cho nó bốc à. Mình bán được 300 rồi. 300 đang ở đây vẫn đang vui á. Bây giờ đến chương trình. Cái gì? Bách bài gì đấy? Bách bài gì đấy? Đừng có biết nữa. Xem nó nằm bọn nào. Ê! Nó nằm ở quá. Thôi luôn. Nào, người ta cân đổ văn hôm nào? Đây trong cái hồ chỉ là một cái. Cho anh em chơi vui vẻ. Ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi. Ê! Vũ khí! Rồi! Chùa chứ! Hai cái đấy! Ăn rồi, ăn rồi! Cái nữa, không gì, cái nữa, cái nữa, tôi thấy ngắn chữ lắm. kia rồi, một cái bét này. Cân đổ vân. Kỵ thuộc tính 30 ngày, cân đổ vân. Ngon. Ngon. Kỵ thuộc tính bây giờ quá bình thường. Không, thế là cái cân đổ vân nó điền thì cân đổ tính ngay có. Cân đổ vân bản thân là nó ngon thôi. Nó đầy, nó đầy. Cái này làm gì? Cái này làm gì? Bây giờ là tiếp theo chương trình là khủng hoảng nữa.